Dạ, cửa hàng Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị, các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác một lô máy cưa xích này. Đầy đủ các thương hiệu máy cưa từ phân khúc to để khai thác lẫn phân khúc nhỏ nhẹ để các bác cắt gia đình. Đó, cho các bác thoải mái lựa chọn luôn các bác nhé. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác đầy đủ các thương hiệu gồm Estin, Husqvarna, đó, Echo, Kyorit, Makita, Komatsu. Đó, cho các bác xem qua đầy đủ các thương hiệu. Các bác nào xem video của em ngày hôm nay, đó, ưng ý con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em số điện thoại 0354392929 hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Em cũng xài Zalo số đó luôn. Đó, thì các bác ưng ý hoặc là chốt con nào thì có thể liên hệ trực tiếp của em để cũng như để đặt cọc cũng như để chốt máy các bác nhá. Đó, và hàng của bên em thì hoàn toàn miễn phí ship. Đó. Và bên em thì nhận ship toàn quốc cho các bác nhá. Ví dụ các bác chốt con này thì bên em sẽ gửi bưu điện. Đó. Hàng tới các bác kiểm tra hàng và check hàng thoải mái. Và hôm nay thì em lên cho các bác là một lô C này. Đó, hôm nay tổng cộng là 13 con. Đã đánh dấu ký tự hết rồi các bác nhá. Đó, con nào các bác như các bác chốt con này. Đó, Estin 023C chẳng hạn. C1 này. Thì các bác chỉ cần nhấc máy lên và lên bảo em là chốt cho anh con C1 chẳng hạn là em sẽ biết ngay là con Estin 023. Đó. Giá thì em đã để công khai ở hết trên này rồi các bác nhá. Đó, đề giá ở đây, con này thì 3.800.000 này và đã bao gồm phí ship rồi các bác nhá và được tặng kèm phụ kiện rồi. Chỉ 3.800.000 miễn phí ship. Đó. Các bác nhìn qua video ưng ý con nào thì chỉ cần nhấc máy và liên hệ cho em và đọc cái mã của con máy đó em đã đánh dấu rồi là em sẽ biết ngay là con nào các bác nhé. Đó. Vâng, để đỡ làm mất thời gian của các bác thì hôm nay em lên này, tổng cộng là có 2 con cưa tay cụt. Đó, 2 con cưa Komatsu, Makita, em có 3 con, 1 con Husqvarna và 1 con Estin. Echo có 1 con. Đó. Và thêm 3 con cưa Komatsu tay nhỏ nữa các bác nhé. Nhỏ nhẹ về các bác sử dụng gia đình. Đó. Đó, giá thì em đã để công khai tổng cộng là 13 con đánh dấu từ C1 đến C13. Đó, các bác xem video này. Đó, thấy ưng ý vừa mắt con nào thì liên hệ trực tiếp của em. Đó, máy móc thì em để giá công khai, giá đã hoàn toàn miễn phí ship rồi các bác nhá. Đó, nên là các bác không cần phải trả thêm bất kỳ thêm phí ship nào cả. Đó. Phí phát sinh nào cả. Tổng cộng hôm nay con này đẹp, con nào cũng đẹp các bác nhá. Con nào cũng đẹp, nhức nách luôn. Đó. Cửa hàng bên em thì chuyên cung cấp những sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ Nhật bãi nội địa, hàng nội địa, chuẩn rin. Đó. Không bán những dòng máy mà đã qua sửa chữa hay thay thế bất kỳ linh kiện gì cả. Đó. Chỉ bán những dòng máy mà rin nguyên bản các bác nhá. Đó. Không bán những dòng máy cưa mà bảo là bung nòng bung điếc hoặc là thay zin, thay nòng, thay linh tinh hết thì bên em sẽ không có bán. Đó, nên là giá của bên em thì các bác cứ tham khảo qua. Đó, và hoàn toàn tin tưởng với bên em. Các bác giá thì em đã để giá công khai hết rồi. Đó, để cho các bác xem qua xem là vừa túi tiền của các bác con nào nhất thì các bác lựa chọn cho gia đình mình các bác nhá. Đó, và con thì con đầu tiên đi ạ. Con đầu tiên là một con Estin 023C này. Giá 3.800.000, hàng chuẩn bãi Đức, máy móc zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhá. Đó, con này thì công suất lớn rồi, 41cc rồi. Có núm bơm xăng phụ, có xả áp. Đó, có xả áp, có núm bơm xăng phụ và được tích hợp ốp lam tăng chỉnh xích nhanh ở đây. Đó, máy móc cực kỳ tiện lợi, con này giá 3.800.000, quá rẻ đúng không ạ? Đó. Con thứ hai là một con cưa Husqvarna. Đó, Husqvarna. Husqvarna 236, máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó, con này thì em đã hàng tuyển chất lượng luôn này, như thiếu thùng luôn các bác nhá. Không biết là lúc mà em gửi về thì có biết là có người thợ hay là ai đã ghi ở đây mà không thể xóa đi được. Đó, thì còn máy móc đảm bảo cho các bác, máy móc zin nguyên bản, hàng tuyển chất lượng như thiếu thùng luôn. Con này thì em đã lên cho các bác hẳn một cây lam Latin mới luôn rồi các bác nhá. Đó, cây lam Latin mới xịn. Đó, 4 triệu đồng cho các bác nào ưng ý dàn sản phẩm Husqvarna. Đó,
Và con thứ ba là một con Makita. Đó, 36cc. Máy móc cực kỳ đẹp, như thiếu thùng tiếp các bác nhá. Đó, đóng thêm cái thùng nữa thôi là thành cái máy mới rồi. Các bác nhìn qua, máy móc cực kỳ đẹp. Xài 2 ốc lam. Đó, con này thì giá 3 triệu đồng. Đó. Con 5C5 tiếp tục là một con Komatsu G3005 các bác nhá. Máy móc cũng không phải lan tan gì cả. Con này có tích hợp chụp giật trợ lực luôn này. Có tích hợp chụp giật trợ lực luôn. Đó, đú bơm xăng phụ. Công tác thì ở dưới đây. Đó. Xài 2 ốc lam các bác nhá. 2 ốc lam cực kỳ chắc chắn. Hãng Komatsu thì có lẽ là các bác không còn xa lạ gì nữa rồi. 2.900.000. Đó. 35cc. Con và tiếp tục con C6 là một con cưa tay cụt Makita này. Con này công suất 34cc lận, máy móc siêu to các bác nhá. Đó, phù hợp về cho các bác nào mà thích leo cây cũng như là hay leo thang để cắt trên cao thì lựa chọn một em này là quá hợp lý nhá. Máy móc thì cực kỳ khỏe rồi, 34cc thì quá là lớn rồi các bác nhá. Đó, con này thì giá 2.200.000. Con này chỉ so với hai con so với nhau thì công suất con này 35cc, con này đã 34cc rồi nhá. Đó. Con chỉ chênh nhau có 1cc thôi thì các bác biết là con này nó khỏe cỡ nào đúng không ạ? Đó, hãng cừa Makita. Hãng cừa quốc dân rồi, không còn hãng này thì chắc các bác không còn xa lạ gì nữa rồi. Đó, và qua tiếp con C7, C7 là một con cừa xích Echo Kyurit các bác nhá. Đó, Echo Kyurit CS 3411, máy móc cũng cực kỳ đẹp như thiếu thùng luôn. Đó, xài 2 ốc lam, máy móc zin nguyên bản, chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Đó, bên em thì máy móc có sao ở trên video thì em cũng sẽ nói y như thế vậy, để cho các bác đặt hàng của bên em thì có thể yên tâm nhất có thể các bác nhá. Đó, 2.900.000, máy móc cực kỳ đẹp như thiếu thùng các bác nhá. Đó, và giá này đã hoàn toàn miễn phí ship và được tặng kèm phụ kiện rồi các bác nhá. Đó. Và tiếp đến là một con C8 Komatsu G3002 chứ. Con này thì nhỏ hơn con G3005. Đó, công suất con này thì nhỏ nhẹ 32cc về cho các bác sử dụng gia đình. Đó, con này thì em bán giá là 2.500.000. Tình trạng máy móc thì vẫn là ok các bác nhá. Có xài vít mở ốp lam vặn bằng tip mở buji. Đó. Và con C9 cũng là một con Komatsu G3002. Đó, con này thì được tích hợp hẳn ốp lam, nó là vặn bằng tay này. Cực kỳ tiện lợi luôn các bác nhá, không cần phải tiếp tiếc gì cả. Cầm lấy tay mở là ra thôi. Đó, các bác kéo cái thanh lề lên và các bác vặn ngược ra là nó sẽ ra. Đó, con này thì giá 2.600.000. Tại vì con này nó là xài bằng ốc nên là rẻ hơn 100.000 các bác nhá. Còn con này thì vặn bằng tay thì đắt hơn 100.000, còn máy móc thì cực kỳ giống nhau. Hai con Komatsu G3002. Đó, tình trạng máy móc thì vẫn là ok la luôn các bác nhá. Đó, tiếp tính với con C10. C10 cũng là một con Komatsu G3002, nhưng mà con này thì lúc đầu nó là đang vặn bằng ốp lam, vặn nhanh, vặn bằng tay, nhưng mà không biết kiểu gì lúc em nhập về thì nó đã bị mất rồi. Nên là em lên cho các bác một ốc chỉnh lam như thế này, vặn bằng tip như thế này. Vẫn không sao cả các bác nhá. Cực kỳ chắc chắn luôn. Mỗi vậy, nên là em xả luôn cho các bác. Giá 2 triệu đồng thôi. Xả luôn đi nhanh để em có kinh phí nhập lô máy mới về để giới thiệu mặt hàng tiếp cho các bác. Đó, các bác nào ưng ý thì có thể chốt luôn con này nhá. Còn máy móc thì cực kỳ đẹp, bao zin nguyên bản cho các bác. Đó, máy móc không có cái gì bảo là thay thế hay sửa chữa cả. Chỉ có cái phần ốp lam như thế thôi. Đó, trên video thì có sao thì em sẽ nói vậy, để cho các bác ưng ý được thì các bác nhận hàng, đặt hàng. Còn máy móc thì không sao cả các bác nhá. Máy móc em đảm bảo cho các bác là zin chưa bung biếc máy móc hầu luôn. Đó, chỉ có phần ốp lam ấy thôi. Đấy, tiếp đến là một con C11, một con cừa Makita tay dài, máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá, nhưng mà đã bị mất thằng xích. Đã bị mất thằng xích rồi các bác ạ. Nên là em xả tiếp luôn cho các bác 1.800.000, đi nhanh cực kỳ gọn lẹ. Các bác nào sử dụng ít hoặc là không quan trọng về cái thắng xích mấy, kể cắt gia đình cũng như lấy thì kinh phí thấp thì lựa chọn một em này các bác nhá. Em xả luôn, xả lô vốn luôn đấy ạ. Đó, 1.800.000. Các bác nhìn cây lam của nó không ạ?
cây làm cực kỳ đẹp nhá. Cái này thì nó là do lin nhớt thôi, chứ cái này lau đi được cực sáng bóng luôn này. Con này nói chung máy móc cực kỳ đẹp đấy ạ. Chỉ thiếu cái phần thắng xích thôi nên là cũng khó bán quá. Đó, nhiều khách thì kiểu không thích ấy. Nên là em để xả luôn cho các bác. Xả lỗ luôn ạ, 1.800.000 đã bao gồm phí ship rồi, tất cả phụ kiện. Đó, một con cừa Makita. Chứ nếu mà con này mà em đã thắng xích đầy đủ thì em phải bán con này đến từ 2.2 đến 2.5, tùy theo máy đẹp hay máy xấu. Đó. Nhưng mà con này thì cực kỳ đẹp các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn này. Tình trạng máy móc thì không phải lan tan gì cả. Đó, 1.8. Tiếp đến con C12 là cũng là một con cừa Komatsu G3005. 3.100.000. Con này thì tích hợp ốp lam, đó là vặn bằng tay tiếp nhá, tăng chỉnh xích nhanh này. Cực kỳ tiện lợi. 3.100.000. Đó. Và cuối cùng là một con C13. C13 là một con cưa tay cụt này. Một con cưa tay cụt về cho các bác sử dụng gia đình. Nhỏ nhẹ, cực kỳ nhỏ nhẹ luôn. Đó, 1.800.000 cho các bác nào về cắt gia đình nhỏ nhẹ cũng như là để leo thang cắt cây trên cao thì lựa chọn một em này nhá. Đó, 1.800.000. Đó, và toàn thể tổng thể của máy của bên em đấy là như thế. Để em quay nhanh qua cho các bác. Các bác nào ưng ý, con nào thấy vừa mắt con nào thì liên hệ trực tiếp qua em. Đó. Liên hệ trực tiếp qua em. Hôm nay em lên tổng thể đó là 13 con. Máy móc cực kỳ ok luôn các bác nhá. Làm xích đầy đủ các bác. Đó, khi các bác đặt hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm bộ phụ kiện gồm 3 phụ kiện là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá. Đấy. Và giá của bên em công khai ở trên này đã hoàn toàn miễn phí ship rồi nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, khi các bác đặt hàng của bên em. Rồi, và bây giờ thì qua phần test nổ thì em sẽ test nổ từng cây một để cho các bác nghe tiếng máy cũng như là trải nghiệm của tiếng máy nó sẽ như thế nào để phù hợp với gia đình mình nhất các bác nhá. Đó. Dạ vâng, thì tình hình thì bây giờ ngoài trời thì cũng đang chuẩn bị mưa rồi. Đó, thì em sẽ test nổ vài con thôi các bác nhá. Rồi các bác nào ưng ý con nào thì nhắn tin hoặc là kết bạn qua Zalo cho em trực tiếp qua em, rồi em sẽ gửi video test nổ từng con một cho các bác xem qua các bác nhá. Đó, các bác ưng ý con nào thì em sẽ gửi video test nổ con đó. Đó, vâng, thì bây giờ thì em test nổ tượng trưng vài con thôi cho các bác nghe qua tiếng máy. Đó, con cừa hút panda cực kỳ đẹp. Máy móc quá là ok các bác nhé. Đó. Tượng trưng vài con. Một con cưa Komatsu G3002 này. Máy móc nổ cực kỳ ngon lành nhá. Có chủ giật trợ lực luôn. Đó. Con cưa Echo Kyorit. Đó. Đó. Ồ, ngoài trời bây giờ đang chuẩn bị sắp mưa đến nơi rồi các bác ạ. Đó, nên là em sẽ test nổ nhanh mấy con một để cho các bác nghe qua tiếng máy thôi. Rồi, các bác nào mà xem video này ưng ý con nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua em. Em sẽ gửi video test nổ con đó cho các bác. Các bác nha. Thông cảm cho em rất hết sức. Đó, muốn có một cái video đẹp thì phải ra ngoài trời. Mà ngoài trời thì giờ đang là mùa mưa. Thì mưa, buổi chiều mưa rất là nhiều. Các bác nào ưng ý hoặc là muốn tham khảo thêm thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Rồi em chào các bác nhé. Hẹn các bác ở video sau. Ngoài trời thì đã vắt lắc vài hạt mưa rồi. Rồi các bác hết sức thông cảm cho em nhé. Rồi em chào các bác.